Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, ngoài các tuyến quốc lộ qua địa bàn, chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cũng đã được các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông thực hiện thường xuyên trên tuyến đường tỉnh. Buổi chốt chặn kiểm tra nồng độ cồn của tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông trên đường tỉnh 295B. Tổ công tác đã kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển xe mô tô và ô tô. Trong khoảng thời gian 1 tiếng đồng hồ, đã phát hiện 5 trường hợp điều khiển phương tiện uống rượu bia. Cả 5 trường hợp đều là người điều khiển xe mô tô. Có uống hay không? Là biết là sai, nhưng mà trong quá trình làm bộ phải tiếp khách. Có uống nhưng mà mình vẫn điều chỉnh hành động, mình không quá. Hôm nay thì bạn mấy anh em gặp nhau ấy, thì có bạn từ tỉnh ngoài đến ấy, thì cũng hôm nay là uống Hà Nội chục chén. Thì cũng bảo là phải về sớm ấy, thế là em cũng xin về trước. Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý gần 2.000 trường hợp uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện. Người điều khiển phương tiện uống rượu bia chủ yếu vào thời gian cuối buổi chiều và buổi tối. Chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện thường xuyên và nghiêm minh, đã góp phần nâng cao ý thức của lái xe, nhất là người điều khiển xe ô tô. Các anh cảnh sát giao thông ấy, khi mà mình kiểm tra như này sẽ giúp ích nhiều ấy, bởi vì là sẽ hạn chế cái lượng người mà uống rượu bia quá, uống quá nhiều khi tham gia giao thông ấy, sẽ gây ảnh hưởng rất là xấu. Để mang lại hiệu quả trong việc kiểm tra nồng độ cồn vào cuối buổi chiều và buổi tối, tổ công tác chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ngăn chặn tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện giao thông là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Do đó, chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên thực hiện vào giờ cao điểm trên tất cả các tuyến đường qua địa bàn tỉnh.